sao hôm qua trời mưa to thì đã bị nứt vỏ. Hôm qua mưa to dữ lắm, nhà mình nứt hết rồi. Thì những cái trái như vậy thì mình chỉ lặt vỏ thôi, còn lại những cái trái khác, những trái nào đẹp á mình hái vào mình ăn. Những trái như vậy nè, đó nứt, nó bị nước nhiều quá tét ra nè, mình chỉ có thể là lặt vỏ thôi.